Ok, trước khi vào video thì mình có một cái thông báo này muốn nói cho bạn nghe. Đó chính là đây, như bạn thấy là cái đây là cái tàu launcher của mình. Thì hiện tại mình đang chơi Minecraft rất là Forge, cái bản đó là cái bản Forge Optifine 1.18.1. Đó. Thì cái điều mình muốn thông báo cho bạn biết đó chính là mình không có cài Relay Mod vào được nha. Thì thật ra là mình có cài vào được nhưng mà có điều thì chúng ta không có shader. Đó là tại sao? Thì thứ nhất á, đây là để mình giải thích cho bạn nghe. Đây là cái trang web mà chúng ta tải cái phần mềm đúng rồi, cái phần mềm Relay Mod để mà cài vào trong game để mà chúng ta có thể quay time lapse được. Đó. Thì ở đây là nó có rất nhiều phiên bản ha. Đó, 1.12, 1.11, 1.18 nè, đó. Thì đây như bạn thấy nè, 1.18.1 bản Fabric. Thì Fabric nó là cái gì? Thì đầu tiên thì mình sẽ giải thích cho bạn biết Forge là cái gì. Nhất á, đây như bạn biết các kiểu như là thì đây là tàu launcher mà tàu launcher thì các bạn có thể chơi Minecraft miễn phí mà không có tốn tiền đó, thì mình không có tiền thì mình chơi tàu launcher thôi đó. Và đặc biệt á, thì tàu launcher này nó có rất nhiều phiên bản mà, đây phiên bản 1.4 cũng có nè, phiên bản 1.0 cũng có nè đó. Thì cái tàu launcher này á, nó tập hợp rất nhiều phiên bản Minecraft khác nhau. À, và trong đó thì nó có cài chúng ta cả bản Optifine nữa. Thì đó, các bạn muốn cài shader được á, các bạn muốn cài shader vào trong game á, thì đầu tiên á, các bạn tải game về trước. Tải game về xong á, các bạn tải game về xong á, là các bạn phải đi lên trên Google, các bạn tải cái phần mềm Optifine về, rồi sau đó các bạn cài cái phần mềm Optifine này vào trong game, rồi sau đó các bạn mới cài shader, rồi sau đó các bạn mới bật shader trong game của bạn lên, thì lúc đó mà gọi là game của bạn mới có shader nha. Đó thì ở đây thì gọi là mình chơi trên tàu nó chơi mà thì nó có cài sẵn luôn mà. Đây Optifine 1.18 tức là cái bản này á, nếu mà mình tải cái bản này về, đây mình nhấn install nè là mình có Optifine luôn, không mà chứ mình không cần phải kiểu như là tải game mà lên mạng tải Optifine, tải Optifine xong cài Optifine vào rồi cài shader vào nó lưu. Đó. Mình chỉ cần ha ấn vô cái chỗ này, ấn vào một cái này, sau đó mình nhấn Insta rồi mình chỉ cần cài shader vào là ok. Đó. Vậy thì muốn cài mod thì mình phải làm sao? Muốn cài mod thì mình phải cài một cái phần mềm tên là Forge. Đó. Mình phải tải cái phần mềm Forge về, rồi từ cái phần mềm Forge đó mình cài đặt cái phần mềm Forge này vào trong game, rồi cài đặt cái phần mềm Forge này vào trong game, rồi lúc đó mình mới có thể cài mod được. Ok, và tất nhiên thì ở đây nó cũng có Forge cho chúng ta luôn đó, bởi vì cái tàu launcher này kiểu như là nó có sẵn cái bản Forge luôn rồi, cho nên là mình chỉ cần click vào mình nhấn install cái rồi mình cài mod là xong đó. Nên thì đó là cái cách mà chúng ta cài mod vào trong game. Thì ngoài cái phần mềm Forge ra đó thì chúng ta còn một cái phần mềm khác, đó chính là cái bản Fabric. Đây cái Fabric này thì cái chức năng của nó giống y hệt với Forge, cũng dùng để cài mod vào trong game đó, nó y chang như thôi. Nhưng mà có điều á là cái Forge này nè với là cái Fabric á, là hai cái đó là nó khác nhau đó. Ví dụ như này, như bạn thấy nè, đây 1.18.1 chấm 1.18.1 đây bản Fabric Relay Mod đó, bản Fabric tức có nghĩa là nếu như mà mình muốn cài cái Relay Mod phiên bản 1.18.1 á, là cái phiên bản mình đang chơi nè, là mình phải cài cái bản Fabric vào thì mình mới có thể cài cái Relay Mod được đó. Tại sao mình không cài Forge? Bây giờ đơn giản là không có bản Forge mà. Nào, các bạn nhìn nè. Đây Forge có rồi đúng không? Nhưng mà bản 1.12. Bọn này mình đang chơi bản 1.8. Không có. Ồ không có Forge. Đó cho nên nghe là mình bắt buộc mình phải kiểu như là đổi qua bản Fabric thì mình mới có thể quay Relay Mod được. Nhưng mà đó, lúc mà mình cài Fabric ở trong cái tàu launcher này nè, kiểu như là mình không biết là lý do nó bị gì, hình như là nó bị lỗi sao bạn, mà mỗi lần kiểu như mình vào game cái nó dằn ra vào, cái nó dằn ra vào, cái nó dằn ra đó, là kiểu như vậy đó. Đó thì mình kiểu như mình cũng lên mạng mình tìm cách để mà mình cài vào, thì mình đã tìm được cách rồi bạn. Đây đó là đầu tiên chúng ta sẽ cài cái này về đó. Cài về xong mình sẽ mở này lên đó, mở lên xong chúng ta sẽ chọn phiên bản mà chúng ta chơi. Đây mình chọn 1.18.1 bởi vì mình chơi 1.18.1 mà. Đó, sau đó ấn Insta. Đó. Đây, đó xong rồi đó. Đó thì như bạn thấy nè, Loader version. Loader version 0.13.3 đó phiên bản. Cái phiên bản đó. Thì sau khi mình cài như vậy rồi đó thì ở trong cái phần mềm tàu launcher này của mình đó, nó xuất hiện cái bản này nè. Đó. Đây, cái bản Fabric nha. Đó. Và mình đã có cài vào luôn rồi đó, mình cũng đã cài Relay Mod vào luôn rồi. Nhưng mà có điều là chúng ta không có shader, chúng ta không có shader, và tất nhiên là
cái mod mà đào đào phát bay luôn các bạn, nó đào một một cú đào bay bay nguyên cả thế giới á. Đó. Thì cái mod đó không dùng được, bởi vì cái mod đó là cái bản Forge chứ không phải là cái bản Fabric. Đó. Cộng thêm cái mod mà cây gậy phép thuật các bạn. Ở cái game phép thuật ấy, thì cái mod nó cũng không dùng được luôn nha, tại vì cái mod đó là cái mod đó là bản Forge không phải là bản Fabric đó. Cho nên bây giờ là mình muốn nói với bạn là hiện tại bây giờ là chúng ta vẫn chưa có tham lát, cho nên là cái video của chúng ta nó sẽ còn cái thời lượng video nó sẽ rất là dài đó, và cái tình trạng này nó cũng sẽ kéo dài lắm mà đó, kiểu như là những cái video sau á cái thời lượng nó cũng dài y chang vậy, sẽ còn một thời gian rất là lâu. Cho nên là kiểu như là nếu như mà mình có xây một cái công trình gì đó lớn á thì mình sẽ gọi là đổi qua cái bản Fabric để mà mình quay time lapse cho nó ngắn, còn nếu như mà không có xây cái gì á thì mình sẽ gọi là chơi cái phiên bản Forge này đi đó, để mà chúng ta có thể sử dụng cái mod gọi là O với lại cái mod cây gậy pháp thuật bạn, để kiểu như cho nó tiện mà. Thì chứ bây giờ đi vào game mà đặt từng lớp lớp một mình đặt không nổi bạn, lười lắm thật. Rồi thì mình chỉ muốn thông báo vậy thôi. Rồi chúc bạn xem video vui vẻ. Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình là Tèo, và hôm nay mình chính thức tuyên bố từ nay về sau các bạn cứ việc gọi mình là Tèo, ok, dù tên mình là Nguyên, ok. Và nhiệm vụ hôm nay mình cần phải làm đó chính là đây, như trên màn hình bạn đã thấy, sở hữu một bộ giáp kim cương, giết rồng, tìm một cái cánh Elytra đó, thì đó là nhiệm vụ chính. Thì ngoài ra là còn nhiệm vụ nào nữa không thì mình vẫn chưa nghĩ ra bạn, thì tạm thời mình vẫn chưa nghĩ ra nha. Bây giờ thì mình mới chỉ nghĩ ra được có ba cái nhiệm vụ đó thôi. Rồi thì hôm nay á thì mình vẫn sẽ tiếp tục chơi cái game này, cái game hình vuông vô lý này. Tại sao mình lại chơi game này mà mình không chơi game khác? Bởi vì đơn giản ngoài game này ra mình không còn biết chơi game gì nữa cả, đó là sự thật. Rồi như bạn thấy đó là ngôi làng đã biến mất rồi. Tại sao ngôi làng đã biến mất? Là tại vì do mình phá bỏ chứ gì nữa, đúng không? Có mình phá bỏ cho nên là ra nó mới biến mất thôi, chứ mình không phá thử nó có biến mất không đó. Mà mình phá mình vẫn chừa lại nha, mình phá nhưng mà mình vẫn chừa lại mấy kính này nè, chừa lại mấy kính này làm gì thì để sau này có cần dùng thì mình lấy bạn. Chúa tiết kiệm rồi là có thật. Thì cái phần này á thì các bạn sẽ hỏi là tại sao mình lại gắn cái đống đất này vào đây, đúng không? Thì cái chỗ này á, là mình bị con Reaper nó nổ nè đó, tức là mình đang farm đá nha, đó đang farm đá nè. Sau đó mình mở cái phần điều khiển mình lên đó, cài đặt phím đồ đó, nút nhảy mình đổi thành phím enter, chuột trái mình đổi thành phím cắt, đúng không? Đó, rồi sau đó mình trở lại cho chơi, mình lấy cái lo của mình đè cái phím cắt lên thì nó đào về để mà mình farm đá đó. Như vậy đó, trong lúc farm đá đó thì tự nhiên có một em Reaper đi đến và bùm đó, nó nổ banh cái chỗ này của mình đó, làm cho nguyên cái khu này trời nó lủng một lỗ chà bá lửa luôn, và mình đã phải lắp lại, và nó cũng ảnh hưởng qua cái máy farm dân làng của mình một ít. Và như các bạn thấy đó chính là level của mình bây giờ chỉ còn 4 thôi. Thì tại sao level của mình còn 4? Thì không phải để cho mình enchant gì cả, mà là do mình bị chết bạn ạ. Thì lý do mình chết rất là nhâm nhí bạn ạ, đó là mình có đi chạy xung quanh này, mình cũng không nhớ lúc đó mình cũng không nhớ là mình làm cái gì, mà kiểu như là mình chạy xung quanh đây nè, đó mình chạy xung quanh đây để mà mình tìm kiếm cái gì đó. Thì trong lúc tìm kiếm đó thì mình có lội qua cái con sông này đó, kiểu như mình có lặn xuống phía dưới con sông này để mà mình cũng làm cái gì đó nè, mình lặn xuống dưới con sông này là có mục đích nha, nhưng mà mình làm gì đó quên tiêu rồi đó, để mà mình làm cái gì đó mình quên mất tiêu rồi. Và trong lúc lặn xuống dưới con sông này nè, có một cái con e chích đuối nó cầm lên bao, nó phóng mình đó, nó phóng mình thì mình cố gắng mình lên bờ đó, mình lên bờ mình chạy đây, cụ thể chỗ mình chết là chỗ này nè bạn đó, lúc đó ha là mình nhảy lên đây nè đó, mình chạy đến đây rồi, mình chạy đến đây rồi vậy mà nó vẫn phóng được, cái con chết đuối nó vẫn phóng được đó, mặc dù mình nó lên bờ rồi, nó ở dưới nước nhưng mà nó vẫn phát hiện cho mình và nó vẫn phóng mình. Bởi vì thường thường á là nếu như mà các bạn muốn một con chết đuối nó phát hiện ra các bạn á, bạn phải nhảy xuống nước. Mình không cần biết là các bạn như thế nào, miễn là cơ thể của nhân vật của bạn phải chạm vào nước thì cái con chết đuối nó sẽ phát hiện các bạn, còn nếu như mà không chạm vào nước nó sẽ không phát hiện ra. Nhưng mình đã lên bờ rồi nhưng mà không hiểu sao nó vẫn phát hiện ra và nó vẫn cứ phóng phóng mình ba mình đó, thì mình chạy thôi, mình chạy đến đây thì nó hết phóng rồi đó, thì lúc đó mình ăn vào đó, mình ăn vào thôi, ăn vào xong
hồi phục 100% máu rồi á, thì mình làm gì? Mình đi ngược lại, mình tìm nó mà. Tìm nó để làm gì? Để mà thể hiện mà. Đó, tìm lại kiểu như là tao giết mày, tao solo một bóng với mày, tao khô máu với mày luôn. Và vâng, mình đã khô máu với nó. Và tất nhiên là mình khô máu thiệt. Mình khô máu thiệt, không còn máu để khô luôn mà. Nguyên cái cây máu mình đó, nó khô gan luôn bạn. Nó khô máu với nó cũng khô gan thiệt luôn đó. Cho nên là thôi, chết ngắt. Mất tiêu level đó. Chơi ngu là có thật. Rồi, và sẵn tiện đây mình cũng thông báo cho bạn biết luôn đó là mình đã mua lại tai nghe bạn. À, như bạn đã biết là mình đã có kể lể rất nhiều vào cái việc tai nghe của mình nó bị hư, nhưng mà bây giờ mình đã mua lại rồi bạn. Sau cái ngày đó bạn, cái ngày mà mình bị hư tai nghe đó nha, đó, thì sau một ngày thôi, không, sau nửa ngày thôi bạn, bởi vì lúc đó là chiều rồi, mình cảm thấy khó chịu quá, mình chịu không nổi, cho nên là mình quyết định là mình bỏ tiền cho mình mua luôn mà. Và lúc này và lần này thì nó đắt hơn một chút, cũng là cái tai nghe đó, cũng là hình dáng đó, cũng là một thứ thôi bạn, cũng là cái tai nghe thứ đó thôi, nhưng mà lần này thì nó giảm giá không được nhiều lắm. À, mình đã tốn tổng cộng là 126.000 để mình mua tai nghe này đó. Thì thật ra nó cũng không có khác biệt chứ đâu bạn, nó không có khác biệt gì với cái tai nghe cũ cả đó. Nó giống y chang vậy đó, nhưng mà có điều là giảm giá không được nhiều thôi. Rồi không liên thai liên thi nữa, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào cái việc đó là chúng ta sẽ có một cái bộ giáp kim cương các bạn đó. Mình sẽ có cho mình một bộ giáp kim cương để làm gì? Giết gồng chứ còn gì nữa đó. Giết gồng nữa mà tôi còn lấy cánh nó eo đi chà được đúng không đó. Và ngày hôm nay thì mình sẽ thử mình sửa lại cái máy farm dân làng này thêm một lần nữa các bạn, để xem thử là nó có hoạt động được hay không. Mặc dù mình cũng không có đánh giá gì cao cho mấy, nhưng mà thôi kệ, cứ hy vọng đi bạn. Hy vọng rồi lại thất vọng bình thường vậy thôi đó, chứ không có gì đâu. À, và đáng tiện thì mình cũng đã gọi là dắt dắt một số em bò về các bạn. Đây mình đã có dắt một số em bò, à không, hình như trong 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 chuồng này là có bò rồi, hình như là mình dắt lợn về mới đúng. Mình dắt lợn về đó, mà trong đây thì là cái chuồng của mấy con dân làng á, thì mình cho mấy em lợn vào trong đây luôn. Thì chỉ có giờ chỉ có cừu thôi, có đây rồi đó. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây đó, vào đây nào các em, vào đây nào. Ê mấy mấy con heo không đi ra ngoài à? Ê rồi xong, mấy con heo đi ra ngoài luôn rồi mọi người, đóng phía luôn, vào đi, vào từng đứa một, từng đứa một, không gian lớn thôi. Mình nghĩ gì cũng được rồi đó. Rồi ok, ok sao mà mấy con này nó lì thế. Đâu mấy con lợn đâu mày? Ê ở đây coi, vô chuồng mày, không có đi đâu hết trơn á, ai cho phép tụi mày đi à. Vô đi là chỉ có đi vô đây thôi chứ không đi đâu hết trơn nè. Ê trời ơi, mấy con này nó cứ chạy ngoài hoài luôn, tôi bực mình dễ sợ luôn mọi người. Rồi bây giờ đi, mình đi ngủ thôi, mặc kệ mấy con đứng ngoài đi, mấy con ngoài mình làm thịt. Và trong cái lúc mà không quay video thì mình cũng có gọi là sao nhỉ, farm đá là đây rất là nhiều luôn đó, farm đá cực kỳ nhiều luôn nha. Đồng thời mình cũng có chặt thêm gỗ, không là những cái đống gỗ này là mình lấy từ cái nhà của mấy con dân làng gì vậy. Dọn nhà tao nói sẵn tiền đó, mình lấy luôn. Không nghe lời tao, không nghe lời tao, không nghe lời tao thì tao giết vậy thôi. Thảo sự tao, heo con cũng giết luôn, không chừa mẹ, không chừa gì chân á. Rồi bây giờ mình sẽ thu hoạch một cái, mặc dù á là tất cả nó vẫn chưa chín bạn, tất cả vẫn chưa chín. Rồi ok, mọi thứ đã xong và số cà rốt này chắc chắn là không đủ. Mình đã thu hoạch để mà kiểu như là mình trồng lại á, trồng lại rồi để mà sửa lại cái máy farm này nè, để coi thử là nó có nhiều cà rốt hay không. Nhưng mà cuối cùng thì cà rốt nó cũng không có gọi là bao nhiêu hết, nên là vậy thôi, chúng ta sẽ chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Thôi bây giờ thì ta sẽ cùng nhau dùng cái số gỗ này để mà mình cố gắng sở hữu cho mình một bộ giáp kim cương nha mọi người. Và trời đang mưa, mưa rào trên phố Huế. Bộ đây là Minecraft mà, thấy hơi sẽ sai, hơi kệ đi, cái đó đại mưa rào trên phố Huế cũng mơ mộng mọi người. Yeah.
Ok, mình đã có được quần kim cương và ủng kim cương rồi các bạn. Đó, thôi, đó, các bạn thấy sở hữu đồ kim cương dễ không? Quá dễ luôn. Phiên bản 1.12 sở hữu đồ kim cương nó hơi khó chứ. Từ phiên bản 1.14 cho lên thì đồ kim cương sở hữu cực kỳ dễ rồi. Rồi bây giờ thì mình chỉ cần trao đổi với em này, đây, trao đổi que với em để mà kiếm emerald nhiều nhiều một chút. Và sau đó quay qua trao đổi ngược lại với em này đi lấy đồ kim cương, thế là xong. Trời ơi, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Đây rồi, mình đã có áo và cái nón rồi ha. Đó. Thì lúc nãy là mình có 14 hay 19 viên kim cương ngọc lục bảo chứ. Đó. Lúc nãy mình có 14 hay 19 viên gì đó. Nhưng mà kiểu như là cái con này nó chưa lên cấp bậc thầy á, cho nên là mình quyết định là mình trao đổi cái này. Đó. Để cho nó lên cấp bậc thầy luôn, để cho nó bán đầy đủ nguyên một cái bộ đồ như vậy luôn nha. Đó, bán đầy đủ một bộ luôn. Đó. Và không hiểu tại sao lại có tiếng zombie xuất hiện ở đây. Mình không biết nó ở đâu. Mình đã đi ra ngoài và tìm kiếm và không thấy có con zombie nào ở đây hết. Vậy thì có thể là nó nằm ở phía dưới hang. Đây, gần cái nhà mình có một cái hang đây nè. À đúng rồi, nó đây nè. À và cái vụ mà nổ Reaper bạn, cái Reaper mà nó nổ ngay chỗ máy không đá mình á là nhờ cái hang đó các bạn. Nó nhờ hang này nè. Đó, cái hang này á là nó tối và thế là có Reaper xuất hiện và thế là con Reaper từ phía dưới đó đi lên mà nổ cái đùng. Lúc đó là mình hình như là mình còn nửa tim hay sao đó. Ừ. Đó là mình còn nửa tim hay là một tim mấy mình cũng chẳng nhớ nữa. Mà nói chung là gần chết. Ừ, gần chết nha. Và mình đã phải sửa lại cái map không đá này. Rất là mệt luôn mà. Thiệt rất là mệt mỏi với con Reaper luôn. Nè, đẻ đi mấy anh ơi, đẻ đi. Nè, đẻ đi. Hãy đẻ đi. Mày có phải ông nội tao đâu mà ra lệnh kiểu đó. Hãy đẻ đi các anh ơi, em quăng đồ ăn cho mấy anh mà sợ sao mấy anh không lấy. Tao thích. Ừ đúng rồi, đó. Đây đi. Ném đồ ăn cho nhau đi mấy anh nè. Hả? Mà hãy ném đồ ăn cho nhau đi. Đúng rồi, hãy yêu nhau đi. Hãy yêu nhau đi. Yêu nhau đi, đừng ngại ngùng. Lòi ra một đứa baby kìa. Rồi em baby à. Baby à, em hãy đi vào trong cái lỗ đi em. Ở cái lỗ này nè, cái lỗ mà ngay chỗ dấu cộng mà anh chỉ nè. Trời ơi, đi vào trong cái lỗ đi. Tại sao không đi mà đi đâu vậy? Trời ơi, sao mà hư đốn quá vậy trời. Rồi nè, đẻ tiếp đi, đúng rồi, đẻ tiếp đi. Ê, chắc một hơi nữa tôi đập cái thằng đó mày. Ờ, đúng rồi đó, đẻ không đó là quyền của mình, mà đằng này nó ép mình giống hệt như nó ông nội mình á, má thứ vô duyên. Rồi, nhân tiện cho mấy con heo gà vịt này của mình ăn luôn ha. Mình vừa mới giúp một anh chân làng, gọi là bị kẹt ở phía dưới đó, đi lên trên đây nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là bắt ảnh mà, đó, mình sẽ bắt thêm một anh nữa. Cho ảnh học cái nghề làm cung tên mà. Để mà chúng ta gọi là đẩy nhanh cái quá trình gọi là có được bộ giáp kim cương. Cái này lâu quá mà. Lâu quá mình chờ không có được bạn ơi. Rồi sau bao nhiêu khổ cực thì bây giờ mình đã có được 30 ngọc lục bảo. Giờ thì mình không biết mình đã mua nào đây. Mình sẽ mua cái quần trước đi ha. Thì cái quần nó có bảo vệ 2. Tháo ra. Mặc lên. Ôi. Đi ngoài. Ôi trời ơi. Ngon lành canh đào. Anh bạn à. À tôi nói anh bạn nghe nè. Anh bạn hãy ngoan ngoãn lên cái thuyền này đi. Bởi vì anh bạn mà lên cái thuyền này, anh bạn sẽ có một cuộc sống rất là sung sướng đó. Đúng rồi, anh bạn leo lên như vậy là anh bạn rất là thông minh. Chứ anh không có ngu như mấy đồng đội của anh. Anh mà ngu như mấy đồng đội của anh là tôi đập anh chết rồi. Mình đã di chuyển anh bạn này đến đây rồi mọi người ạ. Giờ thì mình sẽ cho anh gọi là đi vào trong đây ở chung với những người bạn của anh ấy. Không để nào để anh ấy ở ngoài được. Để anh ấy ở ngoài rất là nguy hiểm. Kim Bi không mà, không được.
Nó là thôi, cho hắn vào trong đây thôi. Ờ, tại sao lại có con gà này đây? Chiếm chỗ thì đi thôi. Đơn giản mà. Cái này không phải là tôi ác nha mọi người. Cái này là tại tụi nó chơi ngu thôi. Ủa sao giờ tôi kẹt nó luôn rồi. Nó kẹt nó luôn rồi. Ây da, ồ, hình quá, cuối cùng thoát ra được rồi. Ây da. Không mọi người, cái này không phải chuyện giỡn đâu. Quả báo đó mọi người. Quả báo đó. Ây da, quả nhiên. Nhưng quả báo ứng là quả thật. À, bỏ đi nhà mọi người đừng làm như tôi à. Phải làm mà tốt hơn. Này thì mình sẽ cho anh ấy là học nghề làm vũ khí mọi người. Đây rồi. Ây da, công thức mới. Đâu rồi. Gỗ đâu, tôi cần gỗ. Rồi xong hết gỗ luôn. Hay ho, dễ sợ. Đây rồi, đó, chúng ta đã có gỗ. Vừa mới chặt một cái cây xong luôn á. Đây, đây là cái đá mài. Chúng ta sẽ cho cái anh trong đây học cái nghề thợ rèn. Đó, để mà anh ấy gọi là bán cho chúng ta vũ khí mọi người ạ. Coi bộ bây giờ thì mình phải tích cực trồng cây gây gừng các bạn ạ. Bởi vì mình mà không trồng cây gừng á thì chúng ta sẽ bị thiếu gỗ trầm trọng. Mà thiếu gỗ trầm trọng thì chúng ta không thể nào sở hữu được cái bộ giáp kim cương. Và từ đó cái kế hoạch đánh gồng chúng ta nó sẽ bị chậm trễ. Chậm trễ thì sao? Chậm trễ thì chúng ta không sở hữu được cái cánh eo ly trà. Cho nên là thôi chúng ta phải tích cực trồng cây gừng thôi mọi người ạ. À, bây giờ thì mình nghĩ là mình nên đi chặt một ít cây các bạn. Để mà kiểu như là chúng ta có gỗ để mà tiếp tục trao đổi với những anh dân làng của chúng ta. Để mà mình có thể có được một cái bộ đồ kim cương nhanh nhất nha. Chứ bây giờ đợi mấy cây kia nó lớn thì hơi lâu. Đó. Tại đây có nguyên cánh rừng phá đại luôn đi. Vâng bạn, mình đã gọi là chặt xong một ít gỗ đây. Thì lúc nãy gọi là nó có bị đổi game bạn ạ. Nãy mình đang chặt cây không biết gì lý do sao tự nhiên bị cỏ game nó văng ra ngoài luôn. Đó, và cái máy của mình nó kiểu cái màn hình các bạn nó trắng xóa luôn bạn. Ừ nó trắng xóa luôn, không thấy bất kỳ một cái gì cả. Thì mình bắt buộc mình phải kiểu như là mình reset lại bạn, mình reset lại. Đó, thì bây giờ nó mới bình thường nè. Oh, thì không hiểu luôn á. Phiên bản 1.18.1 mà nó lỗi tùm lum như vậy nè thì hỏi coi ai chơi được cái gì trời. Kiểu này chắc mình phải chuyển qua cái bản Optifine mình chơi các bạn. Tức là có thể là như lúc nãy đầu video các bạn đã thấy đó. Thì có thể là mình sẽ gọi là mình sẽ tải cái bản là Optifine 1.18.1 về mình chơi thôi. Hiện tại bây giờ là mình đang chơi cái bản là vừa có mod, vừa có full game và vừa có Optifine nữa. Em mong được. Nếu mà mình tải Optifine thì cái mod chặt cây của mình không dùng được. Và cái mod xây dựng nữa. Oh no. Trời má ơi, cái gì mà khó khăn như vậy nè. Chưa bao giờ thấy mà chơi một cái game mà nó khó khăn tới mức độ vậy luôn mọi người. Mà chơi game thôi mà có cần phải khó khăn và mệt nhọc tới mức độ như vậy không? Biết rồi không biết. Cái nhà làm game ra để cho mình chơi rồi để cho mình biết đầu thôi mọi người ạ. Có tài thì chứ. Ôi lắc quá bạn ơi, thôi tắt shader đi. Tình luôn tính mở shader mà cuối cùng lắc quá trời lắc. Mình chưa mới tắt shader xong mà. Trời má ơi nó xấu một cái. Nhìn nó không có hứng để chơi luôn trời. Đâu anh? Nhờ công anh bán gà gì ta mua que mà bây giờ tôi phải đi chặt cây đây. Chặt cây sắp mặt luôn, tôi không mà văng game luôn nè. Đó. À, là anh vẫn còn đây, anh không biết mất nha. Anh mà biết mất hơn nó thì chứ là tôi quạo lắm luôn á. Ok, mình đã có cái quần rồi. À, bây giờ thì mình đủ khả năng để mua một cái áo và một cái nón. Vậy thì bây giờ mình sẽ mua một cái áo đi. Chúng ta có thể thiếu một cái quần nhưng mà chúng ta không thể nào thiếu một cái áo ha. Cái áo nó sẽ giúp chúng ta đỡ đàm rất là ghê. Có một lần bạn mình thử thách mình chơi trong chơi Minecraft nhưng mà thế giới chỉ toàn là sa mạc á. Bây giờ mình thử mình phá đảo cái thế giới đó. Mình chỉ chơi thôi bạn, mình chơi thôi chứ mình không có quay nha. Thôi lúc đó thì mình đang mua bộ giáp kim cương mà lên đường đánh gồng mà. Thì trong lúc mua đó thì mình bị thiếu tiền mà. Đó. Mình chỉ còn thiếu mỗi cái áo thôi. Đó. Nhưng mà như lúc đó trời tối á, rồi cái mình gặp một con Enderman và thế là kiểu như là mình
có thể để mà giết nó bạn, giết nó để mà lấy ngọc bạn, lấy ngọc để mà mới tìm được cái cổng để mà giết ngọc đó. Mà thế là mình chưa dăng trang bị cho mình một cái áo mà thế là đánh mình đúng có ba cái mà đúng không? Thiệt. Và từ đó về sau mình đã biết được công dụng của cái áo. Ô, con này nó có báo một cây cung luôn nè, sức mạnh 2, bậc lùi 2. Wow, mình có nên mua không ta? Phải mua đại ha. Thế mà khoan, cung thì cần phải có mũi tên, mà mũi tên thì mình vẫn chưa có. Oh my god. Thôi bây giờ cố gắng dình dụm tiền nhưng mà gọi là mua áo giáp như là vũ khí trước đi. Khoan hả, một cung. Cung thì chúng ta có thể chế tạo từ sỏi, không phải từ đá lửa và lông gà. Nhưng mà hiện tại giờ lông gà mình không có mà, nên là chúng ta không thể nào mà chế tạo được. Muốn có lông gà thì cũng dễ thôi, đi ra ngoài chém mấy con gà vài cái thì cũng có liền chứ gì. Mà để mà đủ số lượng để mà bắn cái viên pha lê thì mình nghĩ là nó hơi khó đó. Cây đã lớn, bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý tụi nó. Ô, trời tối kìa, đi ngủ cái. Ngày 49. Wow. Tao thì công nhận thì chứ. Mình cứ sinh tồn tới tối thôi bạn, chứ mình cũng nghĩ là mình sinh tồn được bao nhiêu ngày mà. Sau khi kiểu như là mở cái tọa độ lên mà dòm số ngày á. Úi trời ơi, mấy không ngờ tôi đã sinh tồn lâu đến vậy rồi à. Kiểu vậy đó. Rồi ha, một em. Ê, cái gì vậy? Không có được, hai em sao được? Ồ, vãi nồi, mấy con này nó yêu nhau luôn kìa. Ồ, man, ghê vậy. Rồi, để mình thay cái cổng này các bạn. Đó, hai cổng này thì mấy con nhân làm sao không mở được. Đó, và chúng ta cũng có thể đi ra đi vào. Đó, chúng ta có thể mở nó để mà đi ra đi vào, nhưng mà riêng mấy con nhân này thì tụi nó không mở được nha. Đây, cho thêm một cái nè. Có thêm một anh nữa. Vâng, đại có thêm một anh nữa bán đập mua gậy. Ừ, mua gậy để mà chúng ta có thêm emerald bạn ạ. Vâng, mình đã sở hữu được một bộ giáp kim cương rồi đây. Quá là ngầu luôn. À, được chưa? À, đây, đi nó hơi khó khăn xíu nhưng mà đỡ hơn đi đào bạn ạ. Nó đi đào đã bảo còn lâu hơn cái việc mà chúng ta trao đổi với con nhân lạc nữa. Ok bạn ơi, mình quay trở lại đây. Và sao ta, mình vừa mới gọi là đưa mẹ mình đi khám bệnh cho về. Giờ là 6 giờ chiều thôi. À, thì lúc nãy mình đang kiểu như là trao đổi với con nhân làng này các bạn. Đó. Thì mình đã trao đổi được một cây rìu có hiệu sức 2, chậm hỏng 2. Đó, thì như bạn thấy là sắt của mình chỉ còn có 14 cục thôi bạn. Thì ban đầu là nó là 44 cục đúng không? Nhưng bây giờ nó còn có 14 cục à. Là các bạn biết tại sao bị hao vậy không? Nhờ con này à. Nhờ con này nè bạn. Lúc đầu là mình trao đổi với nó là mình mua bằng cây rìu đúng không? Để cho nó lên cấp. Và sau khi mà nó lên cấp xong rồi đó thì nó bán cho mình hai thứ này. Đó, nó đòi sắt với lại một là đòi sắt, hai là chỉ là nó kịp nó bắt mình mua cái chuông. Nhưng mà đó cái chuông đó thì mình mua cũng được, nhưng mà có điều là nó lên level không có nhiều cho mình. Nó level không có bao nhiêu hết. Không bao nhiêu hết cho nên là mình đã bắt buộc kiểu như là mình cắn răng luôn. Mình cắn răng mình lấy sắt mình trao đổi với nó. Ok. À, sau khi trao đổi với nó xong nó lên cấp á, thì nó xuất hiện cái phần này đó, cái phần trao đổi này đó, thì kiểu như là mình đi lấy sỏi các bạn. Ok, mình vừa mới ngủ dậy giờ tỉnh mưa luôn. À, tức là như nè, trong đó đó là nó đòi đá lửa đúng không? Đó, thì đá lửa mình có, nhưng mà mình có 12 cục đá lửa à. Đó, và thế là kiểu như mình kiểm tra thử là trong gương mình có còn sỏi hay không, thì mình còn được 65 lóc sỏi. Đó, mình thấy là mình cầm mình đặt ra như nè. Đó, đặt ra. Đó, rồi sau đó mình dùng cái cây này mình đặt ra như vậy. Sau đó mình tiếp tục mình dùng cái tiệt chiêu đó là Venmai, cái tiệt chiêu O bạn. Đó,
đó, mình đào ra vậy đó, mình cứ làm đi làm lại, làm đi làm lại cho đến hết nguyên 65 cái lóc sỏi đó, nó trở thành đá lửa hết, và mình đem đi trao đổi với cái con này dân làng đó. Và sau khi trao đổi hết hết toàn bộ đá lửa luôn rồi đó, à không, vẫn còn 6 cục đó, thì sau khi trao đổi với con này xong á thì nó vẫn chưa lên cấp. Ừ, nó vẫn chưa lên cấp, và thế là mình phải bắt buộc cắn răng mình để trao đổi với thêm một ít sắt nữa để cho nó lên cấp được bây giờ. Hơi bị đau đớn. Rồi bây giờ thì nó đã bán cho mình một cây rìu rồi đó, và bây giờ thì mình cần thêm một cây kiếm nữa. Và tất nhiên á, là mình không muốn bỏ sắt ra để mà mua thêm nữa, cho nên bây giờ mình sẽ quyết định á là mình sẽ trao đổi thêm luôn. Bởi vì cái hiệu suất á, hiệu suất là chúng ta có thể hiệu suất 5 lần đó, cho nên á là bây giờ mình cần phải mua thêm đâu tầm khoảng là 2 cây nữa. Hai cây này nhập lại sẽ là hiệu suất 3, và 2 cây nữa nhập lại sẽ là hiệu suất 3. Hiệu suất 3 nhập lại với nhau sẽ ra là hiệu suất 4. Vậy thì không, chúng ta cần mua thêm 6 cây rìu nữa. Ồ, vậy là được bạn, chúng ta có thể trao đổi với nó bằng cây rìu để mà cho nó lên cấp được ha, không cần phải bỏ sắt ra nữa mà trao đổi nữa. Vâng, mình đã quay trở lại đây bạn. Sau nhiều lần chặt cây, rất nhiều lần chặt cây thì mình đã thu được bao nhiêu đây cây đây đó, nói chung là cũng khá là nhiều ha. Và đồng thời mình cũng có làm một cái máy gọi là làm tạo bột xương bạn, một cái máy tạo bột xương nhỏ nhỏ ở bên đó. Và chúng ta đã gặp thêm một vấn đề khác nữa, đó chính là thang mấy em ăn cướp đã xuất hiện ở gần nhà chúng ta, và có một em cầm cờ nữa. Thầy cha, bây giờ em đó mà người kiểu như là mình mà giết em đó là chính lời nguyền, cái là hơi bị mệt à, thiệt luôn, mệt đúng không á. Đây chính là cái máy farm bột xương của chúng ta đó, để mà mình bón vào những cái cây mà mình trồng ở chỗ đó, để mà chúng ta có thể farm được nhiều cây để phục vụ cho cái việc đó là nâng cấp level cho dân làng. Và đây là số rìu mà mình đã mua được. Kinh khủng khiếp chưa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trao đổi với những em dân làng này để mà chúng ta tiếp tục nâng cấp cho em thợ gàn này ha. Đầu tiên phải trao đổi cho em này lấy em một đồ trước, thì sau đó mới nâng cấp em nó lên được. Trời tối rồi, đi ngủ phát. Đây rồi, một cây nữa nè. Rồi lên cấp đi em. Đúng rồi, lên cấp đi. Yes, chúng ta đã có được một thanh kiếm. Và phù phép nó hơi cùi chút. Thôi kệ đi, thà có đó không. Rồi thôi xong các bạn ơi, các em ấy không reset nghề nữa rồi. Thôi các em ấy mà không reset thì làm sao mà mình tiếp tục mình trao đổi với em ấy đây. Thôi à, có bộ cái chiến giao dịch này hơi bị lâu rồi nha. Từ nãy giờ chắc nó cũng mấy chục phút của video rồi đó. Đây, làm sao mà mình đẩy nhanh tốc độ giết gồng được đây. Reset rồi. Ok. Thêm một em reset nữa kìa. Đây rồi. Trời ơi, nó đã gì đâu. Rồi, chúng ta đã có được một thanh kiếm rồi. Yes. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là cất hết tất cả đồ đạc không liên quan để vào trong đây để mà chúng ta lên đường có tìm mắt Ender và tìm một cái lâu đài địa ngục thôi, pháo đài địa ngục để mà chúng ta farm những cái con quỷ lửa đó. Để làm gì? Để mà chúng ta có thể tạo được mắt Ender đó. Mắt Ender để mà mình kết
gate hoặc cái cổng đó mà mình đi vào trong thế giới địa end thôi chứ không đâu. Nhân tiện đây mình sẽ nung lên những cái quả tá, những cái khối vàng này để mà làm táo vàng mà đánh gồng phải có táo vàng nha. Và trong cái làm bánh gồng này mình sẽ sử dụng kỹ năng One Cycle của những speedrunner. Đây, một cái cuốc bằng sắt. Với kim cương thì mình sẽ chế tạo sao. Rồi ta cái gì xài đỡ cuốc sắt đi. Giờ đi trang bị cuốc kim cương nó lâu lắm thì. Rồi nhân tiện đây mình sẽ mua những cái cung tên này và những cái mũi tên chứ để mà kiểu làm chúng ta có cần chúng ta sẽ dùng đến. Hình như là những cái anh ăn cướp đó phát hiện ra mình rồi sao đó. Thấy mà anh đang tiến lại gần khu vực của mình nữa bạn. Wow, căng vậy. Ok, bây giờ thì mình sẽ giết những cái tên đàn em trừ cái tên thủ lĩnh lại nha mọi người. Vì giết cái tên thủ lĩnh thì chúng ta sẽ bị dính cái hiệu ứng điểm xấu thì nó sẽ rất là phiền, cho nên là thôi né ra đi cho nó lành. Rồi thủ lĩnh bỏ qua bên đi. Thằng đó mà giết nó một cái đảm bảo là cái khu vực ngôi làng của mình là có chuyện liền á. Cho nên là thôi goodbye và không hẹn gặp lại. Wow. Trời má ơi. Thôi mình đã né anh ra rồi nhưng mà anh không buông tha cho mình mọi người. Ghê. Ông nội chạy nhanh vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ gọi là dụ ánh ra ngoài này đi. Dụ ánh ra ngoài này xong rồi mình sẽ gọi là nhốt anh lại. Đây nè. Xuống. Đúng rồi, xuống. Rồi mình có việc nhốt anh lại đi. Rồi đó, nhốt anh lại đó. Rồi, ảnh sẽ mãi mãi ở đây và chúng ta sẽ không hề liên quan gì đến ảnh. Rồi. Khi nào sau này mình có đủ điều kiện đi, mình sẽ tiêu diệt ảnh sao ha. Mà để đó thời gian cũng despawn hết trơn à. Rồi, vàng đã nung xong. Không biết mình sẽ gọi là chế tạo vàng đây. Ô làm thì có hai trái, quái nồi vậy. Rồi, bây giờ thì đồ đạc mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên đường gọi là đi qua cái chỗ bên kia để mà chúng ta xuống với cổng địa ngục ha. Ê, xuống địa ngục chứ không phải xuống cổng địa ngục lộn. Xuống địa ngục để mà chúng ta gọi là trao đổi với con Bitlin á. Đó kiểu như kiếm ngọc Ender. Còn nếu như mà kiểu như là chúng ta kiểu như không trao đổi được với mấy con Bitlin á thì chúng ta sẽ quay ngược trở về trần gian. Và gọi là chúng ta sẽ đi gọi là cố gắng tìm kiếm một cái forchest. Forchest tức là pháo đài á, để mà farm quỷ lửa. Farm xong rồi thì chúng ta sẽ dùng cái que đó mà kiểu như là trao đổi với mấy em dân làng mà. Tức là mình sẽ dùng cái que quỷ lửa đó chế tạo cái bằng pha chế thuốc và cho mấy con dân làng học nghề lên mục. Và cho tụi nó học nghề lên mục xong rồi đó thì mình sẽ kiểu như là trao đổi với tụi nó. Thì sẽ có một cái tỷ lệ nữa là những cái con dân làng lên mục đó, nó sẽ bán cho chúng ta là ngọc Ender. Ta đã có được một cái hồ dung nham ở đây. Thì làm cái mạng đây. Đây. Con nước sủi đâu. Sủi đây. Như vậy. Con này ra. Rồi. Và lại. Đặt lên như vậy. Như vậy. Như vậy. Đổ. Lấy lại. Bỏ vô đây. Ây chết bà mất tiêu xong nước rồi. Ok. Đi xin tiêu xuống nước đi. Oh my god. Ê, thằng chết bà mình đặt lộn rồi. Rồi bây giờ phải phát con này ra là trời mà nó tốn thời gian một cái. Rồi, ô, cũng phá xong. Rồi, như vậy. Khoan, giờ để cho tôi có đường quăng đi. Rồi. Rồi, nào mình bỏ ra. Cái này, đổ cái này, còn xong, lấy ra xuống. Oh, wow, quên lấy theo bật lửa. Trời ơi, là trời. Ngủ cha thì chứ bực mình dễ sợ luôn rồi. Oh, cái gì đây? What the hell? Cù hồng. Trời má, tự nhiên luôn. Cái con cù hồng nó là tự nhiên nha bạn, chứ mình không có tạo ra đâu. Thiệt. Ôi, tự nhiên đang quay ngược chơi về nhà kiếm bật lửa cuối cùng thấy nguyên con cù hồng. Mình có một cái ngọc Ender nè. Ngon. Có sẵn một cái luôn nhưng mà không biết. Còn một đôi sắt cuối cùng. Ủa mà nhớ con cù hồng đó nó hiếm lắm mà ta sao bữa nay mà mình thấy rồi. Ôi chỉ tính ra nó cũng đâu có hiếm lắm đâu. Rồi, ok, vào. Nhanh lên.
Ngươi cái gì vậy? Mở má hết hồn. Ông nội mày hết hồn tự nhiên. Thấy trời mưa không hết hồn. Thôi vậy, đâu vậy? Này ông giỡn mày. Ý! Wow! Một phát một trúng đích chết luôn. Ê! Không, không. Rất may mắn là mình đã có chuẩn bị trước, trời ơi. Trời ơi trời. Má ơi, nó chưa load kịp. Không, các bạn thấy nó cái game này là nó nguy hiểm cỡ nào chưa? Má ơi, nó chơi mình đó. Không. Trời ơi. Nguyên một cái đống lava spawn ngay trên cái cổng mình luôn. Nó chưa có load kịp các bạn. Nhưng mình mới vào cái thế giới địa ngục này lần đầu tiên á, cho nên là nó chưa load kịp á. Giờ thì load kịp rồi. Bây giờ thì trước tiên thì mình cần phải gọi là tìm một cái passion lâu đài của tụi heo các bạn. Để mà mình kiểu mình đào vàng để mà mình trao đổi với mấy con heo trong đó. Và có cách tìm các bạn, có cách tìm cực kỳ nhanh luôn, nhưng mà tìm xong mình quên tiêu rồi. Bây giờ mình phải lên YouTube để mà mình xem lại. Trước khi xem mình phải đào cái đống này cái. À quên. Bên mai cho nó nhanh. Tại gì? Làm gì cho nó cực kỳ. Cái gì vậy? Tiga xạo sự với tao. Rồi các bạn, mình đã có tìm được cách gọi là để mà tìm kiếm được cái passion này. Thì mình sẽ gọi là thực hiện về cái việc đó là tìm passion ha. Còn cái forchat thì mình cũng đã tìm hiểu luôn rồi. Nhưng cái forchat thì kiểu như nó hơi lằng nhằng xíu á. Nó là không biết là sẽ làm được hay không đây. Đến cái đoạn này thì gọi là mình đã tìm được cách để mà gọi là tìm passion. Nhưng mà có điều là do kiểu như là mình làm không đúng các bạn. Mình làm không đúng cách. Cho nên nó là... Và thế là nó như bạn đã biết đó là mình không tìm được passion. Mình tìm muốn sặc máu luôn và không thấy cái passion hết. Bởi vì đơn giản là mình làm sai cách. Sau khi mà kiểu như là làm sai cách xong đó thì mình nản quá. Mình chuyển sang chế độ sáng tạo và mình gõ cái lệnh là lo kate để mà tìm tọa độ của cái pháo đài địa ngục luôn bạn. Chứ mình không có tìm tới passion ha. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình xin bạn đó mà các bạn cho mình chết đi bạn. Được không? Bây giờ mình tìm muốn chết luôn thì không thấy bất kỳ một cái passion nào cả. Thì mình tìm muốn chết nhưng mà không có bất kỳ một passion nào luôn bạn. Rồi bây giờ mình thôi, mình các bạn cho mình tìm cái for chat đi bạn. Mình tìm cái for chat đi. Thật sự bây giờ ha, tìm kiếm cái passion đó thì cực kỳ mệt luôn bạn. Mình đi tùm lum chỗ cho bạn, mình đi một đống chỗ cho luôn mà không thấy bất kỳ một cái passion nào bạn. Passion đâu không thấy mà thấy nhà tốn đồ ăn. Từ nãy giờ nè. À, tốn đồ ăn, cực kỳ tốn đồ ăn luôn. Mình chỉ có đem theo táo thôi bạn, chứ mình không có đem theo nhiều đồ ăn đâu. Ô chết gần đây nhất. 384 36 đây rồi các bạn, đây rồi, cái con chết đây rồi. Ồ, đối thiệt con chứ. Á, kiếm đúng mệt luôn á, thiệt kiếm đúng mệt luôn. Tới cái đoạn này thì mình đã gọi là vào được trong pháo đài địa ngục các bạn. Và mình đã kiểu như là chuyển sang chế độ sinh tồn đó mà kiểu như là farm mấy con quỷ lửa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính các bạn ạ. Ở cái khu vực này kiểu giống hệt như là nó là cái gì ta? Cái nơi lý tưởng để cho quỷ lửa nó spawn ra sao á. Rất nhiều quỷ lửa xung quanh luôn bạn. Trời ơi, con đứng ở gần, con đứng ở xa gì nó bắn mình liên tục, mình không kịp trở tay luôn, mình bị ăn hành sắp mặt mình mém chết bạn ạ. Nhưng mà đồng thời thì mình cũng đã hoàn thành được một cái thành tựu đó là du lịch nóng hổi ở dưới địa ngục. Bởi vì ở kế bên cái pháo đài nó có một cái gừng màu xanh. Thì mình kiểu như là mình đi qua bên đó để mà mình farm Enderman đó mọi người. Sau khi mà kiểu như đánh không lại với con quỷ lửa thì mình đi qua bên đó. Và thế là tự nhiên cái nó hoàn thành luôn. Trời. Trời quá. Khi không hay không. Hoàn thành được cái thành tựu luôn, hay dễ sợ. Thì mình đi qua bên đây một chút cái mình quay trở lại pháo đại địa ngục liền bạn. Bởi vì cái địa hình nó quá xấu bạn, nó xấu cực kỳ luôn, cho nên là thôi mình quyết định là mình quay lại mình farm quỷ lửa tiếp. Nhưng mà như bạn biết đó, chiến trường quá khắc nghiệt, mình chịu không nổi, cho nên là mình quyết định là thôi quay trở về bạn. Vâng các bạn ơi, mình đã quay trở lại được cái khu cánh cổng của mình đó bạn. Đầu tiên phải xử lý con. Rồi xử lý con nó xong rồi.
Mình cứ nghĩ hôm nay sẽ là một chuyến đi rất là thuận lợi, nhưng mà cuối cùng không mà. Tại hôm nay là một chuyến đi cực kỳ tồi tệ. Và rất là tồi tệ nữa mà. Bó tài chả biết nói gì thêm. Sao bón làm sao mà sao bón trúng ngay cái phần này nó mới đau nữa mà. Sao bón trúng ngay cái vai ôm này nó mới đau. Không có cái gì đâu. Và bây giờ thì mình đã biết được cách để chỉnh cái phần mà e-ray vậy mà. Đây. Đây, đó, mình đã biết cách chỉnh e-ray ha. Đây rồi. Bạn nhìn lên phần E kìa, cái phần mỗi chữ E đó. Ở như ở đây thì nó tăng lên là 40 nè. 39. Phần này, ví dụ quay quay thôi. Đây, khu vực này. Khu vực này là xuất hiện nhiều quái và boss nhất. Thôi, xuất hiện nhiều quái nhất này, bởi vì là phần EA nó tăng lên tới tận 30 đến 40 nè, 33, 36 và 78 nè. Đó, có lúc 38 luôn. Đó, vậy thì chúng ta chỉ cần đi theo cái hướng này. Đi theo cái hướng này như vậy là kiểu gì sẽ cũng thấy được một cái khu vực nào đó. Một là một cái passion, hai là portrait. Các bạn, hôm nay thì tới đây thôi. Mình cứ nghĩ là hôm nay mình sẽ sở hữu được một bộ đồ kim cương, sau đó đi giết được con gồng. Mà ai dè đâu, trời ơi. Ở đây, cái passion đây. What? Trời má, passion đây rồi. Còn gì nữa? Oh my goodness. Trời ơi. Rồi, mình nghĩ video này nên dừng tại đây được rồi bạn ơi. Mình cứ nghĩ video này sẽ hay hơn những video khác, nhưng mà ai dè, không. Nó cũng vẫn tệ hại y chang. Chán chả muốn nói. Rồi, bye bye bạn nha. Nhớ đăng ký kênh á.